Anh tự nói mình à? Từ hồi mẹ mất trông anh cũng giống Trạch lắm. Mày nói cái gì? Ai cho mày dám nhắc đến mẹ tao? Chính mày gián tiếp gây ra cái chết của mẹ tao. Vậy mà dừng dưng nhắc đến mày như thế được à? Bỏ tay ra. Tự nhìn lại bản thân mình đi. Đừng tưởng ném đá giấu tay là không ai biết. Một khi tay đã cầm đá, kiểu gì cũng dính bẩn đấy. Mày thích chết không? Tôi không nói tưởng tôi không biết à? Anh Cường, có chuyện gì không ạ? À, hôm qua anh lên huyện chơi, biết em thích ô mai nên anh có mua cho em. Anh cầm lấy đi. Em xin. Nhưng lần sau anh đừng mua ô mai nữa nhá. Giờ em không thích ăn những thứ này nữa. Vậy em thích gì? Chỉ cần em nói thích là được. Không ạ. Chỉ cần anh đừng mua gì cho em là được. Không, em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Anh chẳng nghĩ gì thì thôi, sao em phải bận tâm? Thôi, em đang bận. Lúc khác em mời em vào nhà sau nhé. Thôi, tiếp khách đi. Hai người dạo này có vẻ thân thiết nhau nhỉ? À, vâng. Anh có chuyện gì buồn à? Sao nhìn anh không vui thế? À, đúng là chỉ có em vẫn là người hiểu anh nhất ấy. Anh đừng hiểu lầm, em đoán thế thôi. Có phải vì thằng Khoa mà dạo này em tránh mặt anh không? Không phải thế, chỉ là em thấy mình nên làm vậy. Uyên, anh đối xử với em như thế nào, em là người hiểu rõ mà. Tại sao em không cho anh cơ hội chứ? Em xin lỗi, em không muốn mọi người hiểu sai về mối quan hệ của em với anh. Em không thể ép buộc mình được. Sao soái ca của em lại ngồi uống một mình thế? Đi giải khuây với em không? Tì đi, sợ chó đi.